Fantasy Isekai Adventure là một tựa game nhập vai thay lược 3D theo phong cách anime kết hợp cyberpunk đầy mê hoặc. Game cho bạn đắm chìm trong thế giới mà mèo biến thành những cô gái anime quyến rũ và những quái phu được yêu mến. Bạn sẽ bước vào một cuộc phiêu lưu Isekai với tư cách là một thanh tra, dẫn đầu một nhóm chiến binh mèo anime đa dạng để giải mã những bí ẩn và cứu một thế giới đang trên bờ vực hủy diệt. Về lối chơi, Cat Fantasy Isekai Adventure có lối chơi khá giống với dòng game nhập vai thẻ tướng. Người chơi cần sưu tập những nhân vật mạnh, bỏ vào đội hình để tạo nên một tổ đội chiến đấu tốt nhất trong tình huống cần thiết. Game sở hữu đồ họa tuyệt hảo theo phong cách anime, các waifu trong game cực kỳ đẹp mắt quyến rũ và mỗi người một vẻ 10 phân vẹn 10. Với hệ thống nhân vật 100% nữ, tạo hình bắt mắt, game nhanh chóng trở thành game waifu hot nhất năm nay. Dàn vợ yêu trong game ai cũng có nét gợi cảm, khiêu khích và rất hút mắt. Ngoài ra, người chơi còn có hàng loạt những hoạt động phụ minigame để tăng cường thêm mối quan hệ cùng những waifu mèo của mình và qua đó tăng lực chiến cho chúng, tạo cảm giác gameplay cực kỳ gắn kết và thú vị. We'll be right back.